ơi. Anh ơi. Ơi. Trời ơi. Quay không quay ngồi đấy. Anh em. Hả? Anh chồng thay qua bên này để anh có gì ghi bàn là cắt. Vậy để em tôi. Tôi đá 3-3. Đến không về. Rồi, rồi. Nhiều cơ hội lắm không ăn là chết. Anh rồi. Mắt tinh nhìn mấy giờ rồi em ơi? Nằm thì cũng hết giờ sân thôi em. Đấy kìa, ta lâu thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế nên xem 4 giờ chưa? Ừ. Mấy giờ rồi? Lại có cái bảng tỷ số chứ. Đây là cầu thủ. Sự trở lại của Nhật Minh trong áo số 21. Anh tập. Mày. Bóng ai của anh ấy, thì bây giờ mù giờ cho họ một tiếng đấy. Nó ngủ à? Ui. Cái này vào quay để anh dạy trông con. Vào quay anh dạy trông con. Tắt làm sao được? 1 phút 2 phút rồi. Thì mày bấm giờ cho rồi, đội. Anh nhìn đồng hồ đây. Thì bây giờ chưa rồi? Để ghi nốt bàn này. Nốt bàn rồi nghỉ hết nha. Mày ghi nốt của anh nghỉ em ơi. Mình ra sân đang đá em. Phải đá hết giờ chứ. Chưa đá là bỏ cuộc rồi. Ta tiếp đi. Tự bỏ cuộc nhá. Anh có nghe Loan Phượng nói là tự nghỉ không anh? À thế à? À Loan Phượng bảo tự nghỉ nhá. Ok em nhá. À, anh Huy nhá, anh Minh Huy nhá. Ok.